Nguyên Vũ và Quế Chân xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Sao Nối Ngôi. Thưa quý vị, sức hút của Sao Nối Ngôi ngày càng lớn bởi những chia sẻ của quý vị gửi về cho chương trình, những tình cảm, sự động viên dành cho các thí sinh cũng như là sự tiếc nuối khi phải tạm chia tay với các Sao Nối Ngôi. Cuối đêm thi ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được thí sinh nào sẽ tạm chia tay với chương trình. Và trước khi chúng ta đến với đêm lội ngược dòng thì đêm nay chúng ta cùng đến với một chủ đề thật hay, hứa hẹn đem lại nhiều cảm xúc và niềm tự hào về quê hương đất nước của chúng ta. Chủ đề được mang tên Theo Dòng Lịch Sử. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng gặp gỡ với bốn gương mặt cùng theo dòng lịch sử. Tôi là Lê Lộc. Con là Thiên Ngân. Tôi là Bình Tinh. Tôi là Hoàng Anh Kiệt. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ, Nguyên Vũ xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ Bạch Tuyết. Xin được trân trọng giới thiệu danh ca Thái Châu. Thưa quý vị, đây là hai vị giám khảo xuyên suốt chương trình Sao Nối Ngôi của chúng ta. Và mỗi đêm chúng ta còn có hai vị giám khảo khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Việt Anh và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Xin được cảm ơn hai nghệ sĩ đã dành thời gian đến với chương trình Sao Nối Ngôi. Thưa quý vị, chúng ta còn có 100 vị khán giả tại trường quay. Đây là những giám khảo khán giả đặc biệt và điểm của 100 vị giám khảo khán giả này sẽ tương đương với một giám khảo chính. Thưa quý vị, chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi đầu tiên, một bài hát hùng tráng ca ngợi lòng yêu nước của con cháu Lạc Hồng. Trong bài hát này, chúng ta sẽ cùng gặp lại những nhân vật lịch sử vĩ đại của dân tộc. Hãy cùng cổ vũ cho màn trình diễn mang tên Dòng Máu Lạc Hồng qua phần thi của thí sinh Hoài Anh Kiệt. Khi mà Hoàng Anh Kiệt biết được là tập này sẽ là chủ đề theo dòng lịch sử thì với tư cách là một người trẻ và một ca sĩ thì cái quan trọng nhất là mình hát thế nào, dàn dựng thế nào để truyền tải được cái hồn thiêng của dân tộc Việt Nam. Thì trong phần dàn dựng sẽ rất là đặc biệt, có sự hòa hợp giữa âm nhạc và những hình ảnh cải lương trong tiết mục kỳ này. Mong quý vị khán giả hãy đón xem và ủng hộ cho Hoàng Anh Kiệt. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng Lạc Hồng sống trong tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào sử sách
hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũy tre xanh, có con sông chảy quanh. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, là muôn cánh chim bay dợp biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tin bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con trâu rồng tiền, con trâu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Nữ tướng Triệu Thị Trinh. Ta chỉ thích cởi cơn gió mạnh đáp luồng sông dữ, chém cá kình giữa biển khơi, cởi ít nô lệ, chỉ quyết không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Thái hậu Dương Dương nha. Đây bức thơ đại cồ diệt ta phúc đáp sứ thần, tấm long bào này, tấm áo thiên tử đầu tiên này, ta quyết không bao giờ dâng nạp. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Phá cương địch bảo hoàng ân. Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ. Đánh giặc đánh thần tốc, đánh một lần là được, ta sẽ phá quân Thanh, ta sẽ phá quân Thanh. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào sự sai hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũy tre xanh, có con sông chảy quanh. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, là muôn cánh chim bay dợp biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tin bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con trâu rồng tiền, con trâu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho phần trình diễn của Hoài Anh Kiệt. Xin được lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được mời danh ca Thái Châu. Một tiết mục rất là hào hùng, dàn dựng công phu. Hôm nay cái tiết mục này Kiệt hát đó, những cái nốt cao, nhất là mấy cái chữ khẳng định dân tộc Việt Nam, mình phải hát rõ, mình phải khẳng định mấy cái nốt cao, mình hát cho nó bén, mà nhất là đang ca ngợi một dân tộc. Và với lại cái chót, mình khẳng định hai chữ Việt Nam, đứng ngó thẳng như thế này, thần sắc cho nó ngon lành. Chỉ có góp ý cho Kiệt như thế. Bạn ca hôm nay là tôi thấy bạn ca xuất sắc. Và cái tiết mục giá trị, nghiêm túc, hào hùng, nó không chỉ là cho riêng bạn, mà cho tất cả mọi người Việt Nam chúng ta. Chúng ta biết rằng mỗi một phút sống và mỗi một bước đi tới, lòng chúng ta đầy đặn sự biết ơn đối với các bậc tiền nhân. Cảm ơn bạn. Tôi có cái như thế này. Tôi xúc động hai điều. Một là nhìn về lịch sử như chị ba nói, nhưng mà tôi thấy là bạn ca cho tôi thích hơn. Tôi ngược anh Châu xíu rồi.
là đi vào lịch sử nhớ về ông cha mình một cái mềm mại, tôi thích kiểu đó. Có thể là do tôi thích thôi. Nhưng cái mà xúc động thứ hai là tôi thấy mẹ bạn, chị Nguyên làm tôi xúc động. Rất hào hùng Triệu Thị Trinh. Xin cảm ơn Kiệt. Quốc đã theo dõi cái chương trình Sao Nói Ngôi này 8 tập vừa qua. Quốc biết là ban giám khảo ở đây dường như là có cái phần ưu ái cho các em nhiều lắm. Quốc hiểu được đó là cái sự động viên khuyến khích của các cô chú dành cho một cái thế hệ nối tiếp. Nhưng mà riêng anh thì anh cũng là cái thế hệ trẻ như các em, thì anh hơi khó tí xíu nha. Anh lại thấy là em đem 4 cái cuốn sách lịch sử Việt Nam này ra mà em chưa có tận dụng cái đầu của ngoài sân khấu. Và thấy ví dụ như là em đang đọc cái bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, thì anh ước là em là Nguyễn Trãi. Và khi mà đọc Bình Ngô Đại Cáo thì thần thái mình phải như thế nào? Và em đọc mà để cho toàn bộ khán giả dưới này cũng như là giám khảo, người ta phải nổi da gà bằng cái âm nhạc, bằng cách thể hiện cái thần thái của em để dứt cái Bình Ngô Đại Cáo đó, là một cái tràng pháo tay dành cho cái nhân vật Nguyễn Trãi đó. Và âm nhạc hào hùng bước vô. Tiết mục của em theo anh thì nó ở cái mức là khá cộng. Nếu mà giỏi thì hôm nay thì anh không chấm em cái điểm giỏi. Chúng ta cũng vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Cho anh được đứng ở cái vị trí những bạn trẻ làm nghề yêu nghề mà khó giống như em, thì anh hơi khiêm tốn cái số điểm một tí xíu. 9 điểm, xin được cảm ơn. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả dành cho Hoài Anh Kiệt. Số điểm của quý vị khán giả tại trường quay dành cho Hoài Anh Kiệt là 9,5 điểm. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe và vừa xem Hoài Anh Kiệt kể về niềm tự hào của người Việt Nam qua màn trình diễn thật hoành tráng. Còn sau đây, với thí sinh Lê Lộc, người có sở trường diễn kịch, cô sẽ kể câu chuyện lịch sử như thế nào? Và Quế Trân tin chắc rằng quý vị cũng đang nóng lòng chờ đợi tiết mục của Lê Lộc, bởi vì qua từng vòng thi, cô gái này rất có khả năng gây những điều bất ngờ cho quý vị khán giả theo dõi, và đôi khi là những bất ngờ ở những giây phút cuối cùng. Và chúng ta cùng xem Lê Lộc chuẩn bị gì cho đêm thi theo dòng lịch sử này nhé. Quý vị ơi, trong tập 9 này á, đây cũng là một loại vai mà mới mà Lê Lộc chưa từng thể hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Lộc thể hiện cái vai này. Nói chung là làm cái gì mới thì cũng rất là hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức mình. Mong rằng quý vị ủng hộ Lê Lộc nha. Chủ đề lịch sử và một cái tiết mục rất là hấp dẫn và rất là ý nghĩa. Chị ơi, khi nào thì em mới được ra chiến đấu? Nhiệm vụ của thanh niên xung phong là cứu thương tải đạn và mở đường cho bộ đội hành quân, chứ không phải là chiến đấu. Ủa, chứ không phải là em vô đây là em sẽ được ra mặt trận chiến đấu hả? Đúng là tân binh, lúc nào cũng nôn nóng hết à. Chị ra trước đi. Thôi em ra trước đi, đừng có đẩy đi cho tôi giờ. Con nhỏ này. Hai đứa ra đây coi. Trời, sao vậy? Sao vậy nè, hả? Chị ơi, lúc nãy tụi em ra suối tắm, cái nước cuốn trôi mất áo em rồi. Đội quà mất cái gì? Thấy người ta che vậy là biết mất cái quần rồi còn hỏi. Tự nhiên cái chị cười tụi em à. Kỳ quá. Thôi gì, xin lỗi. Chị. Xin lỗi hả? Chị giả bộ cho em coi chút xíu được không? Coi gì? Trời đất ơi, nhỏ nè. Nè nè coi đi. Ủa nhỏ này biến thái quá chị. Biến thái gì? Trời mặt tao vậy kêu biến thái. Biến thái chưa nào? Cho con miếng rồi. Được. Cho con miếng đi. Chị con miếng đi. Vậy chị chơi đó rồi. Nhỏ này thiệt tình à. Chọc mấy chị hoài. Ngồi đây đây coi. Em á nha, quậy quá trời quậy luôn à. Ủa, Trinh quà. Dạ. Lại chị kêu á, đi hái lá thuốc cho Thảo gội đầu. Hai đứa hái chưa? Em hái rồi mà nước cuốn trôi luôn rồi chị ơi. Để tụi em đi hái lại nha. Ê, vậy thôi, khỏi đi mấy chị ơi. Không có lá thì em gội đầu bằng nước suối. Không được. Không có được.
Lát hai chị sẽ đi hái lá lại cho em. Không sao đâu mà. Thôi để chị đi hái lá lại không cho em nha. Không có đường ở đầu bằng nước suối đâu. Chị sợ em bị rụng tóc đúng không? Em không có rụng tóc đâu. Ngày nào em cũng rụng có vài cọng mà. Hả? Gì? Thiệt mà. Thiệt. Không sao đâu, chị yên tâm đi. Mà tóc em á, nó rụng mà nó sẽ mọc lại nhanh lắm. Không có sao hết, yên tâm, đừng có lo. Nhưng bà Thảo ơi. Dạ. Chị sợ nó không mọc được nữa đâu em. Ủa sao kỳ vậy? Giống như tụi chị nè. Thảo, sao mấy chị không nói cho em biết? Tụi chị không muốn làm cho em sợ. Chị Thấm ơi, nhưng mà em sợ lắm chị. Em sợ chết à? Không, em không sợ chết. Em sợ điều khác. Em cảm thấy hạnh phúc sau đối với chị em mình xa vời quá chị Thấm. Em cũng sợ. Em cũng sợ nữa. Chị em mình như vậy làm sao có được tấm chồng hả chị? Không sao đâu. Mấy chị đừng có lo. Không có chồng thì bốn chị em mình về ở chung với nhau cũng vui mà. Vui vẻ gì? Lúc đó bốn đứa con gái đầu trọc mà về ở chung với nhau mắc cười chết luôn á. Có gì đâu, đỡ tốn tiền mua xà bông gội đầu. Cái gì cũng nói được hết á. Chị Thắm. Chị Nè Thành Quân. Anh ơi, rồi chị. Anh ơi em ở đây nè. Chị kêu ai vậy? Anh ơi em ở đây nè. Chị kêu gì vậy? Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tụi chị phải đối đầu với cái sự cô đơn dài dằng dặc. Người phụ nữ ai mà không muốn có một bờ vai để nương tựa. Đây là nỗi đau của thanh niên xung phong Thảo à. Vậy thì tại sao? Tại sao có chị cứ bám lấy khu rừng này chứ? Em thà ra ngoài kia chiến đấu, nếu có chết cũng là một anh hùng, còn hơn phải chết hèn hạ trong cái khu rừng này. Em đi. Chị Thắm, chị bình tĩnh lại đi. Em vừa nói đi. Em tưởng rằng tất cả những người ở ngoài kia chiến đấu mới là anh hùng, còn tụi chị ở đây chỉ là những đứa con gái vô công rỗi nghề và không anh hùng à? Em lầm rồi Thảo à. Tụi chị ở đây từng ngày từng giờ phải chiến đấu với rừng thiêng nước độc, chiến đấu với nỗi cô đơn dài dằng dặc. Nó đáng sợ hơn rất nhiều em biết không? Chiến đấu đi chị ơi!
thật. Chị làm cái gì vậy? Sao chị làm như vậy? Thảo nó còn trẻ, nó còn tương lai, nó còn mái tóc. Các chị em lên. Quý vị, Lê Lộc vừa mang đến cho chúng ta một vở kịch ngắn với tên gọi là Rừng Cười, nhưng trong đó nó chứa đựng những nỗi đau, những giọt nước mắt và cả máu của những người thanh niên xung phong. Đến đây thì Nguyên Vũ rất muốn lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Rất bất ngờ khi Lê Lộc diễn bi kịch khá tốt, trong sáng hồn nhiên, phù hợp với lứa tuổi. Diễn như thế thì khá tốt. Nhưng mà tôi muốn sâu hơn, khóc vô bên trong. Đừng khóc tồ tồ như thế. Làm sao mà cái khóc đi vào bên trong có phải làm cho khán giả tưởng tượng, làm cho khán giả khóc chứ không phải là mình cứ ào ào khóc u u trên sân khấu. Nha, bây giờ góp ý đi, con đi xa hơn. Tôi thì tôi khác hơn anh Việt Anh tí xíu. Là vì 40 tuổi trở lên là người ta mới biết khóc, nước mắt chảy vào trong. Còn 16 tuổi giữa rừng sợ ma lắm. Cho nên đó là la lên là trước nhất. Nhưng mà nó khóc hoài nên nó bị... Có điều là sau này con phải dè sẻn lại. Dạ. Chỗ nào mà khóc ở bên trong và chỗ nào thì mới khóc ào ra ngoài.
Dòng lịch sử thì có từng đoạn một. Tôi nghĩ nó giống như những cái khoang tàu. Và lịch sử mà của Lê Lộc vừa mới cho chúng ta xem là vừa mới đây thôi. Chiến tranh vừa xong, tôi có những người bạn đi xây dựng cái đập Trị An. Và tôi có hai người bạn thân đã nằm xuống ở đó. Và cảm ơn em đã cho chúng ta nhớ lại, thấy lại và cảm nhận một sự thật rất rõ ràng. Chúng ta chống ngoại xâm mà chúng ta lấy lại được đất nước. Cảm ơn em. Những lời khuyên của Việt Anh cũng như là chị Bạch Tuyết là một cái hành trang quý báu cho về sau em tiếp tục cái con đường nghệ thuật như thế này. Nhưng mà Việt Anh với chị Bạch Tuyết cũng thông cảm, nối ngôi nó còn nhỏ quá, nó đang tiếp nối, nối ngôi. Đúng rồi. Thành ra là như thế là đã là tốt rồi. Nhưng mà xin ngắt lời trao xíu là cái này phải khen con nè. Ở trên sân khấu ta cần cái duyên nhất mà con có cái điều đó. Chúc mừng con. Lộc nó rất là hồn nhiên trong cái diễn xuất. Lộc lại làm con tim tôi nó rung động. Cảm xúc rất là nhiều. Qua cái thể hiện cái tiết mục như thế này, những cô gái đẹp mà hy sinh cả đời người như thế, nói lên cái tinh thần anh hùng, dũng cảm. Một cái tiết mục rất là xúc động. Chúc mừng em. Thứ nhất là anh có cái lời khen dành cho Lê Lộc. Biết rồi, xem truyền hình rồi nhiều, thấy Lê Lộc có cái duyên mà đúng như là anh Việt Anh nói đó, là bước ra sân khấu là cái nụ cười và cái hành động của em thôi là nó duyên lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, thì về cái cơ cấu của cái kịch bản này đó, thì anh thấy nó đúng như anh Việt Anh nói là nó bị dàn trải nhiều quá. Em phải nâng cái đất diễn em lên nhiều hơn. Cái hình ảnh cuối cùng khi mà em đắp những cái tấm giải dù cho ba cái người chị của mình rồi á, hình tượng của em là không còn quỳ ở đó nữa. Chứ em quỳ hoài, ước gì ngay chỗ đó có một cái ca khúc vang lên ca ngợi về những cái hình ảnh của những người thanh niên xung phong này. Và hình tượng em đứng dậy, em gạt nước mắt đi, và lúc đó người ta sẽ vỗ tay nhiều hơn. Nên lưu ý để làm những cái dòng sao cho cái kịch bản mình nó xúc tích hơn, và cái những cái điểm nhấn nó phải rõ. Cảm ơn em. Chúng ta cũng vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Xin được mời số điểm của tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu. 9,5. Và cuối cùng là giám khảo Hữu Quốc. 9,5. Xin chúc mừng bạn. Còn bây giờ sẽ là số điểm của quý vị khán giả tại trường quay. Số điểm của quý vị khán giả tại trường quay rất chung với số điểm của giám khảo chính. Đó chính là 9,6 điểm. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, với thí sinh sau đây thì không cần phải chờ đến đêm nay cô mới kể về chuyện lịch sử, mà ngay ở vòng thi đầu tiên cô đã gửi đến chúng ta một màn trình diễn thật hoành tráng về một trang sử vẻ vang của dân tộc, với hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ và nàng công chúa Ngọc Hân. Chắc hẳn là quý vị nhớ ngay đến Bình Tinh, một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất là bản lĩnh. Và hôm nay Bình Tinh tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện lịch sử nổi tiếng về một nàng công chúa trái tim lầm lỡ để trên đầu, để nổi cơ đồ đắm biển sâu. Xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu qua phần thi của thí sinh Bình Tinh. Lần này thì ba và Tinh đã chọn cái trích đoạn truyền thuyết Trọng Thủy Mỹ Châu để dự thi. Nó rất là cũng có ý nghĩa, quan trọng đối với Tinh lắm. Vì vai diễn An Dương Vương này của ba là vai diễn mà ngày xưa ba của Bình Tinh là cố nghệ sĩ Đức Lợi đã rất thành công trên đoàn cải lương Tuồng Cổ Quỳnh Long. Khi mà Tinh bắt đầu trưởng thành thì xem lại những băng hình vở tuồng Trọng Thủy Mỹ Châu mà ba và cô Ngân Hà đã biểu diễn thì thật sự không thể nào không ngưỡng mộ cô về một giọng hát rất dịu dàng, rất mượt mà truyền cảm và thể hiện nhân vật Mỹ Châu rất hay và rất đặc biệt. Ngày hôm nay trên sân khấu Sao Nó Ngôi, Tinh đã thể hiện lại nhân vật Mỹ Châu và rất mong sự ủng hộ của tất cả quý vị cho chương trình và cho tiết mục này. Xin được cảm ơn phần
phối hợp diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là người cha nuôi của Bình Tinh. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ Xuân Trúc. Thưa quý vị, có lẽ là nhân vật Mỹ Châu, Trọng Thủy, An Dương Vương thì chúng ta cũng đã xem rất là nhiều, đặc biệt trên sân khấu cải lương. Và hôm nay chúng ta thấy được một bản dựng mới lạ khác. Và sau đây xin được lắng nghe những lời nhận xét ý kiến từ phía ban giám khảo. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Trong cái trích đoạn này và với cái tiết mục này thì chính là cái nhân vật sinh động và để lại cho khán giả nhớ chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Tuy vậy không phải là con mất phần hết. Nếu có một cái khác mà nó tốt hơn thì nó sẽ còn, con sẽ còn xuất sắc hơn nữa. Nhưng mà đây là để cho thấy rằng cái tình của cha con. Nghệ sĩ Kim Tử Long là một nhân vật hiện nay có thể nói rằng nhân vật quan trọng của nghệ thuật cải lương của chúng ta. Mà bạn hy sinh giúp cho con để con hoàn thành cái trách nhiệm của một ngôi sao nối ngôi. Chỉ riêng cái việc này thôi là chúc mừng hai cha con và chúc mừng cho hạnh phúc của con đối với nghệ thuật cải lương. Chắc có lẽ là em bị áp lực khi diễn với người cha rất là tài ba, cho nên cái giọng hát của em nó không đầy lực, nó bị sa sút. Cái diễn xuất của em là không có phải bàn tới rồi, rất là hay. Mà có một cái hơi thiếu cái sự tinh tế ở cái chỗ là lúc người cha mà đâm nhầm người con mình á, không có cho nó ngọt ngọt cái chỗ đó ngọt cái chỗ đó, đâm ra mất cái xúc động mà dạt vào ngay cái giây phút đó. Dạ, con sẽ rất kinh nghiệm. Rồi, cảm ơn tiết mục của em. Trong cái trích đoạn này thì kịch nằm ở An Dương Vương chứ không phải nằm ở công chúa, mà cũng được, công chúa diễn những cái kỹ năng của tuồng cổ thì cũng lấy được cảm tình của khán giả. Được cảm, tôi thấy cái câu giọng cổ em ca hay chứ. Và anh Kim Tư Long là rất yêu quý đứa con của mình. Cảm ơn anh Kim Tư Long. Phụ Quốc biết là tại sao là Bình Tinh lại chọn cái trích đoạn này. Bởi vì đây là một cái sự tri ân đến người cha của mình, đó là nghệ sĩ Đức Lợi đóng vai An Dương Vương. Tiết mục này là dành cho An Dương Vương, đất diễn của An Dương Vương. Nhưng mà ba của em á, là một cái người quá tuyệt vời. Ba của em biết cách là tiết chế lại. Và dường như là anh biết chắc là trong tiết mục này có viết thêm bài ca, viết thêm lớp diễn cho Mỹ Châu. Cái này là nhắc nhở em để những lần sau em phải tinh tế nhiều hơn. Ngay cái đoạn em bước ra khi mà em rải lông ngỗng thôi. Nhưng mà nếu anh Kim Tử Long đóng vai như mà vừa quay qua nhìn thì em chuẩn bị rải lông ngỗng, em phải giấu lông ngỗng liền. Tuy nhiên anh rất là thương anh Kim Tử Long cũng như là Bình Tinh, bởi vì anh cái vai An Dương Vương phải là anh chứ mà là anh Kim Tử Long. Anh Kim Tử Long là Trọng Thủy, anh Kim Tử Long là kép đẹp của sân khấu, một kép đẹp đường hoàng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh Kim Tử Long phải hóa trang một cái ông già, mà đó là phải vai của anh. Em cảm ơn Kim Tử Long rất nhiều. Nhưng mà nó lại có một cái định mệnh á, thưa quý vị. Có những người còn rất trẻ, 18 tuổi mà lên sân khấu là người ta tin đó là già, vậy cho nên người ta mới giao vai già. Vậy ba nói em hả? Bạn này đó, khi mà bạn còn trẻ đó, lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Quốc? Dạ 16 ạ. 16 tuổi mà rất lạ, tức là bạn vừa lên sân khấu là tôi nói ông này nữa sẽ thay thế ông dữ dội Diệp Lan. Phải nói rằng nếu sân khấu cải lương không có nối ngôi giống như Hữu Quốc, chúng ta bị mất một cái khoản vô cùng quan trọng. Mất ông già. Mất ông già. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Vâng, và có lẽ là Bình Tinh đang rất nóng lòng để biết được số điểm của ban giám khảo. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. 9,5. Xin mời danh ca Thái Châu. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. 9,5. Xin được giữ lại số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Và bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Thưa quý vị, điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Bình Tinh là 9,5.
Thưa quý vị, qua câu chuyện về công chúa Mỹ Châu, chúng ta đã có được thêm nhiều bài học quý giá về bảo vệ giang sơn đất nước, và ông cha ta cũng đã mang theo những bài học đó trên hành trình gìn giữ và mở rộng non sông. Tiếp theo, thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sao Nối Ngôi là bé Thiên Ngân sẽ cùng theo chân những lớp cha ông ra đi mở cõi, đưa đất nước kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Câu chuyện hùng tráng mà cũng đầy cảm xúc về những lưu dân mở đất phương Nam được thể hiện qua ca khúc bài ca Đất Phương Nam. Mời quý vị cùng đến với phần dự thi của bé Thiên Ngân. Bài ca Đất Phương Nam là một trong những bài mà con yêu thích nhất. Và bài ca này gợi lên hình ảnh con người và sông nước của phương Nam. Thì bài này cũng là một trong những bài mà mẹ Nhung thể hiện thành công nhất. Con sẽ cố gắng thể hiện thành công bài ca Đất Phương Nam. Thưa quý vị, Thiên Ngân vừa mang đến cho chúng ta một nhạc cảnh, một bài hát rất là hay, bài ca Đất Phương Nam. Xin được mời danh ca Thái Châu góp ý kiến ạ. Bữa nay cái tiết mục này giọng hát quá đẹp. Ngân cũng tròn trịa, nhã chữ cũng tốt, mà giọng rất là đều, rất là trong sáng, mà hát ít quá. Khán giả có thấy tiếc không à? Không ra cho Thiên Ngân hát nhiều hơn nữa. Bữa nay em hát rất tốt. Nói chung cái tiết mục của em và cái phần hát của em tuyệt vời. Tôi cũng y chang như anh Thái Châu vậy đó. Tôi rất tiếc. Tức là giá như mà tôi hình dung em đi ra và em hát nhiều, và cái bộ quần áo của em giống như là một cái đứa trẻ một đồng chăn trâu ở quê 13, 14 tuổi đó. Rồi một cái ống quần, cái ống cao, ống thấp, ống cái tiết mục đó sẽ hoàn thiện hơn nhiều. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng con, là tại vì bữa nay con ít nhất là còn nghe được cái giọng hay của con. Tôi thấy anh Thái Châu anh khen rồi tôi biết nó hay rồi. Vì nghề của anh rồi. Tôi cảm thôi, tôi nghe tôi thấy hát rất là hay. Và cảm ơn vũ đoàn, minh họa rất là tốt. Nhưng mà giá chăng em phải hòa vô cái vũ đoàn đó thì tiết mục sẽ hấp dẫn hơn. Hóa vô, hòa vô, hòa vô với vũ đoàn. Dù sao cũng chúc mừng giọng hát rất đẹp của em. Em nó đóng một cái vai người dẫn chuyện, kể lại thì cũng được. Thôi ngồi đó cũng được, đi khỏi đi cũng được. Mọi người góp ý với con để càng ngày con sẽ hoàn thiện hơn nha con nha. Chứ còn mà giọng ca như thế thì quý quá. Ngày hôm nay tôi thấy ông Thái Châu, ông ngồi lúc con ca đó, ông ngồi dưới đây ông mừng lắm. Ông nói trời quỷ ơi, hôm nay được nghe ca quá trời rồi. Ca một câu mà một hơi luôn. Tại vì cái bài này á, có những ca sĩ ngắt ra không đủ hơi, không đủ lực, lại ngắt ra, em này quất một phát luôn. Quá đẹp. Chú Quất là đã gặp con với chị Tuyết Nhung trong cái live show của mẹ con cách đây hơn một năm đúng không? Lúc đó tụi con còn rụt rè lắm, mà dường như là nhìn nó hơi quê quê tí xíu, mà bước ra sân khấu hát cái bài mà còn nhát lắm. Qua cái chương trình Sao Nối Ngôi này, chú Quốc thấy con thay đổi hẳn. Cái gương mặt con làm hôm nay á, con làm sao nó đúng cái lứa tuổi con thôi, thì nó dễ thương cực kỳ. Điều đặc biệt là hôm nay chú có lời khen dành cho vũ đoàn. Các anh chị vũ đoàn là dường như là cũng cực với con lắm, mà tạo những hình khối, những cái sen mà nhìn vô nó rất là có hồn. Mà lời khen dành cho con hôm nay là con ca rất hay. Xin được cảm ơn lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Thiên Ngân. Xin được mời danh ca Thái Châu. Tôi thích cái vụ ca này là một hơi bột ra một câu đó là tôi thích. Mời. Dạ, con cảm ơn chú. Xin được chúc mừng con điểm 10 đầu tiên của chương trình. Bây giờ sẽ là số điểm từ phía tiến sĩ Bạch Tuyết. Cô đúng ra đó là chỉ cho con 9,5 thôi, nhưng mà vì thương cái giọng ca, chứ còn với một cái bộ quần áo như thế này là chỉ có 9,5 thôi. Nhưng mà dù sao cũng 10. Còn bây giờ sẽ là số điểm của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Đáng lý là chú Quốc chỉ cho con 9 điểm thôi, bởi vì chỉ giọng ca không nó chưa đủ, nó còn nhiều cái yếu tố khác. Và con là một cái đứa trẻ nhất ở trong cái cuộc thi này, và trải qua bao nhiêu vòng thi thì chú thấy con có nhiều cái con khó khăn không? Rồi con có những cái giọt nước mắt và cái sự tập luyện của con á. Rồi chú Quốc thương lắm, nhưng mà nếu mà cho điểm 10 thì chú không cho, thôi cho con 9,5 nha. Dạ, con cảm ơn chú.
Nhưng dẫu sao thì số điểm này cũng rất là cao. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm của quý vị khán giả dành cho bé Thiên Ngân. Số điểm của quý vị khán giả trường quay dành cho bé Thiên Ngân là 9,7 điểm. Chúc mừng. Con xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Sao Nối Ngôi với phần công bố kết quả. Trước khi ta biết được thí sinh nào cao điểm nhất trong đêm nay và cũng biết được là thí sinh nào sẽ phải tạm chia tay với chương trình, Nguyên Vũ xin được phép hỏi anh Việt Anh. Đây là lần thứ hai anh đến với chương trình Sao Nối Ngôi, thì anh thấy sự tiến bộ của các thí sinh của chúng ta như thế nào ạ? Tôi thấy tiến bộ rất nhiều. Các em ngày một tự tin hơn và thể hiện cái khả năng mình nhiều hơn hôm trước tôi chấm. Cái sự tự tin đó và cái cách dàn dựng nữa, nó cũng có chu đáo hơn, bài bản hơn. Và cái chủ đề lịch sử này rất cũng khó làm đó. Do đó mà các em đã chọn cho mình mỗi người mỗi một phách, và tôi rất vui. Sự nối ngôi này là sự kết nối về mặt nghề nghiệp, đồng thời cũng kết nối về tình cảm gia đình nữa, với khán giả nữa. Xin cảm ơn các em. Xin được cảm ơn giám khảo Việt Anh. Anh Hữu Quốc, đây là lần đầu tiên anh đến với Sao Nối Ngôi. Và có thể là các em trong đây anh cũng đã gặp rồi và đã làm việc rồi. Và đến với sân khấu này thì anh thấy rằng là với Sao Nối Ngôi thì các em có thể trở thành một ngôi sao không ạ? Chắc chắn các em bằng cái sự nỗ lực, bằng cái sự tài năng của các em có sẵn và cái sự học hỏi của các em, một ngày nào đó trong tương lai gần, các em sẽ là những ngôi sao của sân khấu trong tương lai. Mỗi em đều mỗi màu khác nhau. Lê Lộc là sẽ có một cái vị trí ở trong làng hài, và em còn một cái điều mà dễ thương hơn mẹ em tí xíu nữa đó là em có thể em diễn bi được. Còn mẹ em diễn bi người ta cười à. Thiên Ngân thì cái giọng hát của con, mặc dù không giống mẹ Phi Nhung, nhưng chú Quốc tin rằng con sẽ có một chỗ đứng trong lòng khán giả bởi cái giọng hát ngọt ngào của con. Ngoài anh Kiệt, đó là một cái hiện tượng mà không đi theo con đường của cha mẹ, nhưng mà ngoài anh Kiệt có một cái khả năng vũ đạo, ca hát kết hợp và hát được nhiều loại nhạc. Anh tin là em sẽ trở thành một cái nam ca sĩ có triển vọng và sẽ được nhiều khán giả yêu mến. Và Bình Tinh thì đầu tiên là anh không tin em làm đào được đâu. Bình Tinh hồi xưa biết Bình Tinh là nhỏ hơn bé Thiên Ngân nữa, mà nam tính lắm, mà hôm nay càng ngày càng nữ tính. Giọng ca Bình Tinh ngày trước thì ca không có luyến lái được, và dường như không ca hơi gió được luôn. Và sau này thì Bình Tinh đã cố gắng học rất nhiều. Và Quốc tin là Bình Tinh cũng có dòm những người chị của mình, Trinh Trinh, Tú Sương, là chị Quế Trân, là học cung cái đồng mẫu Bạch Long ra. Và Bình Tinh đã đường hoàng đứng trên sân khấu và đứng thể hiện những vai diễn đẳng cấp cùng với các chị của mình, đó là Trinh Trinh, Tú Sương và Quế Trân. Xin được cảm ơn giám khảo Hữu Quốc. Còn bây giờ sẽ là kết quả. Hoài Anh Kiệt, giám khảo khách mời, nghệ sĩ Việt Anh đã cho bạn là 9,5 điểm. Tổng số điểm của bạn là 47. Thí sinh Bình Tinh, điểm của giám khảo khách mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh dành cho là 10. Tổng điểm 48 điểm. Thí sinh Lê Lộc, giám khảo khách mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh đã cho bạn số điểm tuyệt đối là 10 điểm. Và tổng điểm của bạn là 48,1. Như vậy là Thiên Ngân của chúng ta đã có số điểm cao nhất trong đêm nay. Giám khảo khách mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh đã cho bạn 9,5 điểm. Tổng điểm của bạn là 48,7. Chúc mừng bé Thiên Ngân. Mời nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc lên sân khấu để trao giải nhất tuần cho bé Thiên Ngân. Xin mời. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và xin được chúc mừng bé Thiên Ngân. Thưa quý vị, trong tuần này chúng ta sẽ phải tiếp tục tạm chia tay với một thí sinh có số điểm thấp hơn
3 thí sinh còn lại với tổng số điểm của 2 tuần tập thứ 8 và thứ 9. Xin được mời bé Thiên Ngân và Bình Tinh bước lên phía trên ạ. Còn xin mời Kiệt và Lộc hãy bước qua phía của Quế Trân. Xin mời hai bạn. Và nhóm an toàn là xin được chúc mừng bé Thiên Ngân và Bình Tinh. Tổng số điểm của bé Thiên Ngân là 97,5. Bình Tinh là 97,2. Nhóm bên em đang hồi hộp, mặt rất là căng thẳng anh ạ. Trong hai bạn có một người có số điểm là 97 điểm và một người là 96,3 điểm. Và như vậy là thí sinh có mặt ở đêm thi lội ngược dòng đó chính là Hoài Anh Kiệt. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho thí sinh Lê Lộc sẽ được bước tiếp vào vòng trong cùng hai thí sinh Thiên Ngân và Bình Tinh. Kính thưa quý vị, như vậy là đêm thi thứ 9 của Sao Nối Ngôi với chủ đề Theo Dòng Lịch Sử xin được khép lại tại đây. Chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện.